Triển lãm dệt trải nghiệm thành ký ức, sự kiện thuộc Liên hoan sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2020 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp cùng UNESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ một bản in kỹ thuật số, bằng cách sử dụng các yếu tố thiết kế caro với nhiều màu sắc để thể hiện các lớp địa chất và cao độ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sau đó ứng dụng bản in kỹ thuật số trên các sản phẩm thời trang để tối ưu hóa điểm mạnh khi kết hợp thử nghiệm với hàng loạt chất liệu vải khác nhau. Áo dài là trang phục được thử nghiệm trước tiên, rồi đến các sản phẩm thời trang như giày, khăn choàng cổ và quần áo các loại. Dự án khởi đầu chỉ là một bức tranh, sau đó việc kết hợp với doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước, các công ty phần mềm in ấn kỹ thuật số và nguồn nhân lực vào từng giai đoạn đã góp phần tạo ra một bộ sưu tập hấp dẫn và độc đáo, đồng thời gia tăng niềm tự hào cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ, tạo ra những cơ hội cho các em học sinh, sinh viên, các nhà thiết kế mỹ thuật, thiết kế công nghiệp để mọi người có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Từ những ý tưởng đó, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để phát triển ý tưởng lên những tầm cao hơn. Triển lãm dệt trải nghiệm thành ký ức mở cửa tự do đến ngày 22 tháng 11 tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.